xin chào các bác nhé. Em lên sóng một con iRobot Zumba, dòng tầm tiền vừa phải, hút rất khỏe, sạch sẽ, tính năng hiện đại, chống rơi cầu thang, hết pin tự về sạc. Các bác nhìn em đang test ở trên một cái laptop, nó cứ đi lên mép và nó dừng lại đấy. Đây thì chính là cái tính năng chống rơi cầu thang nhé. Đây, con máy này thì hình thức còn nguyên bản, khá là đẹp các bạn này. Đối với một con robot hút bụi chạy sẽ dẫn đến rất nhiều xước sát, nhưng mà con này thì hình thức còn khá là đẹp này, khá là đẹp luôn. Một con máy hút rất là khỏe, chạy ngon lành luôn. Về toàn bộ pin biết bọn em đã kiểm tra và thay thế hết rồi. Các bác nào chuẩn bị sắm con này về dọn nhà Tết để hút gầm giường, hút nhà, đảm bảo với các bác là cực sạch luôn. Em bán rất là nhiều rồi, chưa có một ai phàn nàn hay chê trách gì về con máy này cả. Hút cực khỏe, trong cái tầm tiền mà bác nào cũng có thể sắm được một con Oxin tự động về, rất là tiện. Con này nó là hàng của Mỹ, xuất cho thị trường Nhật nội địa. Đấy, cho nên các bác yên tâm về cái tiêu chuẩn chất lượng nhé. Chổi quét này, hai bánh xe chạy này, bánh điều hướng này, mã 630. Yeah. Hai cái bộ lăn chổi này, tất cả các cái linh kiện này rất là sẵn này các bạn này. Chổi quét này, hay là hai cái con lăn này bán rất là sẵn trên thị trường nhé. Cái model này nó phổ thông mà, cho nên là nó đồ thông dụng lắm mà rất là rẻ, chỉ có vài chục nghìn một cái chổi đây. Em sẽ test tính năng tự hết pin tự về sạc cho các bác, chạy luôn. Đấy, khi hết pin nó sẽ tự động về sạc, hoặc là các bác ấn vào chữ dock này. Spot này, spot này là nó chạy vòng tròn. Ví dụ là các bác có một cái khu này nó bẩn, các bác muốn chạy vòng quanh để hút sạch cái khu này thì các bác ấn nút này, nó sẽ chạy vòng tròn. Máy rất dễ dùng, nó như vậy thôi. Về phụ kiện con này nhé, đi theo một củ sạc này, hàng của Nhật nội địa luôn, 100V. Nhưng mà cái giải tần của nó các bác có thể cắm được điện lưới 220V nhé. Hiện tại em đang cắm điện 220V này. Đấy, nó cho thị trường Nhật nội địa cho nên nó không ghi là 100V đến 240V, nhưng mà thực tế là cắm được 240V nhé. Đấy. Một dốc sạc. Đấy, dốc sạc nhận diện hết pin tự về sạc. Cả cái thị trường nội địa này có một tính năng hay là các bác có thể cắm trực tiếp này. Rút sạc và dốc ra cắm trực tiếp vào máy luôn. Đấy, con này nó sản xuất năm 2013 các bác này. Đấy. Toàn bộ này, chữ Nhật cho thị trường Nhật mà. Tình trạng máy còn rất là đẹp mới nhé. Nên hộp rác đã test hút rất ok nhé. Chạy khỏe ngon lành. Con máy này thì em bán là 3 triệu nhé. Đi kèm một bộ như thế này các bác. Đấy. Đi kèm một bộ sạc đốc. Đấy. Toàn bộ là hàng chính hãng hết. Cắm được điện lưới 220V luôn. Đấy, đi kèm một bộ như này các bác nhé. Đấy. Giá 3 triệu chưa phí vận chuyển. Bảo hành 3 tháng, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Chào các bác.